Xin kính chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về một ngôi nhà ma ám, hay là một ngôi nhà huyền bí có tên là Winchester Mystery. Winchester Mystery là ngôi biệt thự tọa lạc ở số 525 phía nam Winchester Boulevard, thành phố San Jose, California. Nơi đây trước đây là nơi sinh sống của phu nhân Sarah Winchester, vợ của ông trùm sản xuất vũ khí William Wood Winchester. Ngày nay nơi đây là một trong ba nơi được xếp vào địa điểm lịch sử quốc gia và cũng là địa điểm khách du lịch đến, và ngôi biệt thự vẫn còn ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Ngôi biệt thự còn có tên ý nghĩa khác là ngôi nhà ăn năn của dòng họ sản xuất món hàng chết chóc. Ngôi nhà được xây dựng trong suốt gần 4 thập kỷ. Ngôi biệt thự giống như một mê cung. Bà Sarah, người thiết kế, đã thay đổi thiết kế liên tục, tạo thật nhiều cửa sổ, những lối đi bị mất và cầu thang đi mà không dẫn tới đâu. Suốt gần 40 năm, ngôi nhà không ngừng tiếng đục, tiếng búa, cho đến khi bà Sarah qua đời vào ngày 5 tháng 9 năm 1922 thì việc xây dựng ngôi nhà mới chấm dứt. Theo lời đồn thì bà Sarah tin rằng bản thân bà đã bị ám bởi những linh hồn của những người bị chết bởi súng trường Winchester do gia đình chồng bà đã chế tạo ra. Vì vậy bà xây căn nhà như một mê cung để đánh lạc hướng ma quỷ. Các bạn thân mến, bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn một số đặc điểm về ngôi nhà huyền bí này, về ngôi biệt thự Winchester Mystery này. Thì khu biệt thự được xây dựng liên tục, ngày đêm không ngừng nghỉ suốt 38 năm. Đây là một thời gian kỷ lục, và sau khi trong suốt 38 năm đó thì có một số phần trong nhà đã hoàn thành và một con số thì vẫn chưa hoàn thành. Biệt thự rộng khoảng 162 mẫu Anh, tức là khoảng 66 hecta, có tổng cộng là 161 phòng, gồm có 40 phòng ngủ, 2 phòng khiêu vũ, một đã hoàn thành và một còn dở dang. 950 cửa ra vào, 10.000 cửa sổ, 40 cầu thang, 47 lò sưởi, 17 ống khói, 13 phòng tắm, 6 bếp, 2 tầng hầm và 3 thang máy. Đặc điểm kế tiếp là trong nhà sử dụng con số 13 rất nhiều, và quả tiết hình mạng nhện thì ở khắp nơi trong nhà. Nguyên bản đầu tiên của ngôi biệt thự là 7 tầng, nhưng sau trận động đất năm 1906, ngôi biệt thự chỉ còn lại 4 tầng. Nền nhà được xây dựng trên nền đất cứng rất tốt, bảo toàn được ngôi nhà không bị sụp đổ hoàn toàn trong hai trận động đất năm 1906 và trận động đất năm 1989 ở Loma Prieta. Một đặc điểm nữa là bà Winchester hoàn toàn không thuê mướn kiến trúc sư, mà bà là người vẽ thiết kế ra ngôi nhà, và gần như mẫu thiết kế của bà thay đổi mỗi ngày. Ngôi biệt thự được làm bằng gỗ màu đỏ vì bà Winchester rất thích gỗ. Tuy nhiên, bà lại yêu cầu sơn các hạt bẩn và các vết bẩn lên. Tổng cộng đã dùng 20.500 gallon Mỹ, tức là khoảng 78.000 lít sơn, để sơn toàn bộ ngôi biệt thự. Đây là lý do tại sao gần như tất cả các tấm gỗ còn nguyên vẹn đến ngày hôm nay. Có một điều kỳ lạ nữa là sau này khi ngôi nhà đã trở thành địa điểm du lịch cho khách du khách đến tham quan, thì nhiều người họ cho biết họ đã gặp những hiện tượng kỳ lạ, giống như nhiều người nghe tiếng bước chân, tiếng cửa tự động bật mở và đóng sập, có tiếng thì thầm của ai đó, cửa kính tự vỡ và đóng cửa tự mở tự vặn, vân vân. Các bạn thân mến, đến đây mình xin tóm tắt về sơ lược về gia cảnh của bà quả phụ Winchester. Bà Winchester là vợ của ông
William Worth Winchester. Ông William Worth Winchester sinh năm 1837 tại Oliver Fisher Winchester. Ông kết hôn với bà Sarah Lockwood Party vào ngày 30 tháng 9 năm 1862. Cặp vợ chồng có một người con tên là Annie Party Winchester, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1866, nhưng đã mất sau 6 tuần vì bệnh. Ông William qua đời tại New Haven, Connecticut vào ngày 7 tháng 3 năm 1881 vì bị bệnh lao. Vợ ông, phu nhân Sarah Winchester, tên thật là Sarah Lockwood Party, sinh năm 1840 tại New Haven, là thành phố lớn thứ hai của bang Connecticut. Bà kết hôn với ông William Worth Winchester ở tuổi 22. Trong lúc này, ông đã được thừa kế tài sản từ cha ông là người sáng lập nên công ty sản xuất vũ khí Winchester Rebuilding, làm ăn rất phát đạt trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc nội chiến ở Mỹ. Họ có với nhau một cô con gái tên Annie sau 4 năm kết hôn hạnh phúc, nhưng thật không may cô bé chỉ sống được 6 tuần tuổi. Điều này khiến cho bà Sarah Winchester rơi vào tình trạng trầm cảm nghiêm trọng. Các bạn thân mến, đây là cũng là một nguyên nhân để dẫn đến việc bà Sarah Winchester xây dựng ngôi biệt thự theo kiểu quyền bí. Sau khi cô con gái mới 6 tuần tuổi bị mất, thì năm 1880, bi kịch lại ập đến khi người bố chồng qua đời ở tuổi 70. Rồi đến tháng 3 năm 1881, chồng bà là ông William Worth Winchester cũng từ trần vì bệnh lao. Ông để lại cho vợ hơn 20 triệu đô la và gần 50% quyền sở hữu công ty sản xuất vũ khí Winchester Rebuilding, mang lại cho bà thu nhập khoảng 1.000 đô la một ngày, tương đương 26.000 đô la một ngày vào năm 2018. Số gia sản kết xù được thừa kế từ chồng biến bà thành gó phụ giàu có tiếng trong vùng. Sau cái chết của chồng và con gái, bà Sarah Winchester tìm đến một thầy phù thủy có khả năng giao tiếp với người đã khuất với mong muốn giải tỏa khủng hoảng. Song thay vào đó, thông qua thầy phù thủy, ông William Worth Winchester hiện về nói với vợ rằng những bi kịch xảy đến với gia đình là do có nhiều người chết dưới khẩu súng trường do công ty vũ khí làm ra. Ông William cảnh báo rằng những con ma sẽ tiếp tục tìm kiếm bà để báo thù, và để bảo vệ bản thân, bà phải xây dựng một ngôi nhà để tưởng niệm những linh hồn đã chết vì khẩu súng Winchester. Nghe theo lời cảnh báo, phu nhân Sarah Winchester đã rời Connecticut và ghé thăm cháu gái của mình ở Menlo Park, bang California năm 1886 và mua trang trại ở thung lũng Santa Clara, thành phố San Jose, và bắt đầu xây dựng nên ngôi nhà để tưởng niệm những linh hồn. Từ một trang trại nhỏ bé, đơn sơ đã trở thành một khu biệt thự khổng lồ, cao 7 tầng với kiến trúc độc lạ, không giống bất cứ biệt thự nào khác. Công việc của đội thợ chỉ dừng lại vào ngày 5 tháng 9 năm 1922, khi bà Sarah được phát hiện đã qua đời ở một trong nhiều phòng ngủ của mình, hưởng thọ 82 tuổi. Ngôi biệt thự có những ẩn số rất độc đáo, rất lạ về kiến trúc. Cho đến nay, không ai có thể xác định được kiến trúc bí ẩn của biệt thự Winchester trừ bà Sarah. Những đặc điểm kỳ dị như các cột trụ được xây lộn ngược, lối đi bí mật, giếng trời trên sàn nhà, cửa ra vào mở ra bức tường hoặc khoảng không, cửa sổ mạng nhện, cầu thang kết thúc ở trần nhà, được làm theo yêu cầu kỳ quái, không theo bản vẽ nào do bà Sarah chỉ đạo đội thợ.
Đặc biệt không biết tại sao nhưng con số 13 và quả tiết mạng nhện được sử dụng ở khắp khu nhà. Ở đây có những cánh cửa với 13 ô cửa, mỗi phòng có 13 cửa sổ với 13 ổ kính. Tường có 13 cán ô, sàn nhà 13 ván gỗ, cầu thang 13 bậc. Tổng số móc treo tường được lắp đặt phải chia hết cho số 13. Cống thoát nước của bồn rửa cũng phải có 13 lỗ. Hay là cầu thang với 44 bậc thang nhưng chỉ cao có 2,7m, với mỗi bậc chỉ cao có 5cm. Nhiều người cho rằng có thể là do bà Sarah mắc chứng viêm khớp, những bậc cầu thang thấp sẽ giúp bà dễ dàng di chuyển. Song nhiều người nói rằng đặc điểm kỳ dị này là do niềm tin vào ma quỷ của bà. Một số người cho rằng bố cục như mê cung của khu biệt thự Winchester là do niềm tin vào lời cảnh báo của chồng bà. Bà muốn đánh lạc hướng những hồn ma để được sống an toàn và yên bình trong ngôi nhà. Dù vậy, chưa có cách lý giải nào xác thực bởi bà Winchester ra đi mà không để lại dù chỉ một quyển nhật ký, và chưa bao giờ có ai phỏng vấn bà về dự án xây dựng khu dinh thự này. Ngoài 18 người hầu, 18 người làm vườn, bà Sarah sống lầm lũi trong biệt thự như một chiếc bóng cô đơn. Mỗi ngày bà đều đeo một tấm màn che mặt tối đen và lập tức đuổi việc những người hầu vô tình nhìn thấy khuôn mặt mình. Mỗi đêm vào đúng 12 giờ, bà sẽ bước vào phòng gọi hồn của mình và triệu hồi các linh hồn bằng cách kéo chuông trên tháp. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Sarah đã viết những yêu cầu của mình trên một tờ giấy rồi mời các linh hồn rời đi bằng cách kéo một hồi chuông khác. Ngày hôm sau, bà sẽ đưa những hướng dẫn viết tay của mình cho đội thợ xây dựng. Dù rất bối rối vì những yêu cầu kỳ quặc và khó hiểu, họ vẫn cố gắng hoàn thành chúng. Sau khi bà Sarah qua đời, số tài sản khổng lồ được người cháu gái thừa hưởng. Tuy nhiên, trong di chúc không hề có tên biệt thự Winchester. Do vậy, ngay sau khi bà mất, người ta đã đem đấu giá. Một người có danh tính bí ẩn đã mua nó với giá 150.000 đô la. Kể từ đó, biệt thự được mở cửa cho công chúng vào tham quan. Song cũng có rất nhiều du khách nói rằng họ bắt gặp những hiện tượng kỳ lạ. Nhiều người nghe thấy tiếng bước chân, cửa tự động bật mở và đóng sập, tiếng thì thầm ma quái của ai đó, cửa kính tự vỡ và nắm đấm cửa tự vặn. Giờ đây rất nhiều người bị mê hoặc bởi bí ẩn của biệt thự Winchester. Thậm chí nơi đây còn tự hào là địa điểm được khách du lịch lựa chọn cho các dịp như Halloween và thứ sáu ngày 13. Các bạn thân mến, xin chấm dứt video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin hẹn video lần tới. Chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin tạm biệt.